Mới đây, cụ bà Ngô Thị Quy trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã đến trung tâm y tế thành phố Yên Bái khám bệnh thì được chẩn đoán là có thai. Thông tin trên đơn thuốc mà bác sĩ trưởng khoa Trần Thị Kim Phúc trực tiếp khám và kê đơn cho cụ Quy có ghi bệnh tăng huyết áp vô căn nguyên phát, tăng lipid máu hỗn hợp, đái tháo đường tăng lên khi có thai. Gia đình cụ tỏ ra rất bất ngờ trước nội dung đơn thuốc của bác sĩ Cúc ở Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Liên hệ qua đường dây nóng của Trung tâm Y tế này, đại diện phía Trung tâm cho biết việc này là do lỗi của nhân viên y tế nhầm trong mục trên máy tính và do sơ sót kiểm tra ở phía bác sĩ. Phía Trung tâm Y tế đã có gặp gỡ xin lỗi gia đình và đã được gia đình thông cảm. Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay, Trung tâm Y tế này mắc sai lầm trong khám chữa bệnh. Trước đó vào tháng 3 năm 2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã đỡ đẻ cho thai phụ không thành công, dẫn đến cháu bé tử vong. Sự việc này đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc.